Kính thưa quý vị, Amy Đài VAE Live Media xin kính lời chào quý vị đang theo dõi chương trình Bảo hiểm những điều cần biết với anh Thịnh Nguyễn, đại diện cho hãng State Farm ở Hoa Kỳ. Và hôm nay Amy mến chào anh Thịnh đến chia sẻ chương trình nữa. Chào chị Amy, cảm ơn. Và anh Thịnh, có nhiều khán giả cũng đã từng thắc mắc, đặt câu hỏi là khi mà bị accident, bị tai nạn xe cộ thì phải làm như thế nào, gọi bảo hiểm hay gọi những ai cho anh? Dạ vâng chị, thì khi mà mình gặp accident thì lúc đó cái tinh thần mình nó rất là bị quýnh. Thì mình cũng, nhiều người không có biết những cái bước phải làm như thế nào. Thì bên tụi em thì khi khách hàng tụi em có mua bảo hiểm tụi em rồi đó, thì em có trong cái tờ giấy được hướng dẫn. Trong cái tờ giấy đó sẽ để những cái gì mình nên làm ngay lập tức sau khi gặp tai nạn. Thì cái phần 1 là phải lập tức thông báo cho cảnh sát tới hiện trường ngay lập tức. Và cái tiếp là đừng có bao giờ nhận lỗi hết. Mình cứ lấy thông tin của nhau, xong rồi sau đó để cho bảo hiểm họ thanh toán, chứ mình không bao giờ nhận lỗi, không nên làm như vậy. Và bước kế tiếp nữa là mình nên thông báo cho cái agent của mình ngay lập tức để họ biết mình đang bị tai nạn, để họ có thể can thiệp cùng mình. Thông báo cho agent tức là cái người mà giúp bán bảo hiểm cho mình. Chính xác. Như vậy thì khi mà gặp accident, gặp tai nạn xe cộ thì xe ở đâu để nguyên đó và chụp hình. Thì hồi xưa đó là mình đã chụp hình lại, mà bây giờ thì đa số khách hàng mình có điện thoại, mình nên mình quay phim lại nó sẽ được hoàn hảo hơn. Mình quay mà mình 360 độ luôn. Thì để mình biết rõ cái hiện trường nó nằm cái vị trí cỡ nào sau khi mình dời xe, vì không nên dời xe trong cái hiện trường. Nhưng mà nó kẹt đường quá lâu rồi sao? Không sao, mình nếu mà được thì mình quay lại cái hiện trường đó. Sau khi mình quay lại tốn còn cỡ 1-2 phút rồi. Sau khi mình quay lại mình có thể dừng xe đi không sao. Nhưng mà mình nên giữ lại cái hiện trường xảy ra như thế nào để mình biết khi mà mình nói chuyện với bên claim với chị. Biết rõ. Và mình không biết bên nào có lỗi, nhưng mà về phía của bên mình đó thì mình cứ gọi cho agent và mình có thể xin giấy tờ bằng lái của họ, đó là hợp pháp phải không ạ? Đúng, chính xác. Nhà mình nên trao đổi bằng lái với lại hai bên. Và nên, ngay lúc đó mình nên là kêu cảnh sát ghi một cái report. Vì mình có cái đó thì cảnh sát là một người, hay là người nước thứ ba, họ không có nói lại đúng hay sai, họ sẽ ghi một cái report truyền trình những gì là xảy ra. Khi mà phải nhìn thấy report đó nó sẽ hữu hiệu hơn là mình nói hay bên kia nói. Và ví dụ như bản thân Amy năm rồi là bị người ta đụng mình. Xe đứng yên chỗ mà họ đụng mình thì cái xe gần như total loss, gần như là hầu như mình bị đụng mình không chạy được, họ vẫn chạy được. Thì lúc đó là Amy tới 2 chiếc đụng một lúc, và xe của mình là 3 chiếc bị tai nạn. Thì khi mà như vậy đó, báo total loss hoặc là bảo hiểm gợi ý cho cái người nạn nhân là nên khai báo với hãng xe để được đền bù chiếc khác, hay là, và những cái trường hợp như vậy thì chắc chắn nếu mà không có xe chạy trong một thời gian thì bảo hiểm có cung cấp xe tạm cho chạy không anh? Dạ vâng, thì các công ty theo khi mà mình mua cái bảo hiểm, mình mua bảo vệ như thế nào, nếu mà mua cái bảo vệ hoàn hảo á thì họ đi cho mình xe và mình chạy tạm thời trong vòng bao nhiêu ngày đó, và họ sẽ xem xét lại khi mà mình sửa xe đó nó có vượt trội giá trị chiếc xe hay không. Nếu mà mình sửa xe nó vượt trội giá trị chiếc xe thì nó sẽ bồi thường mình cái chút tiền của chiếc xe đó. Còn khi mà họ cho mình một chiếc xe tạm thì cái xe đó nó tương xứng với cái trị giá trong cái hợp đồng mà mua bảo hiểm không ạ? Đúng chị ạ. Tại vì khi mà mình mua hợp đồng thì mình sẽ cho cái agent biết là mình muốn thuê xe theo loại nào, giống như là 25 đồng một ngày hay là 5 đồng một ngày. Đó là gì tùy theo mình lựa chọn thôi. Thì sau khi mình lựa chọn cái đó thì khi mà mình thuê xe đó thì nó sẽ phù hợp với cái giá mà mình đã chọn trước. Và còn về sức khỏe thì sao anh Thịnh, những cái medical bill? Thì cái đó là tùy theo, nếu mà mình là người lỗi á thì đa số là mình phải là người chịu. Còn nếu mà khi mà người ta lỗi với mình á thì là quên em ta trả bồi thường cho mình. Thì cũng tùy theo trong cái policy mình như thế nào thôi. Nếu mình có cái phần gọi là hit and run, nếu mà người ta lỡ, người ta đụng mình hoặc người ta bỏ chạy đó, thì mình đương nhiên sẽ có cái phần nó gọi là liability, thì cái phần đó thì nó sẽ bảo vệ cho mình để mình đi khám bác sĩ. Thì theo mình mua thấp hay cao thôi. Và có rất nhiều trường hợp là bị khi mà gặp tai nạn không hay như vậy, nhưng mà cũng nhẹ thôi, không đến nỗi mà trầm trọng ảnh hưởng đến sức khỏe hay là xe bị nặng lắm. Nhưng mà có nhiều người nói là nên gọi 911 và đi vào trong emergency liền.
thì nó sẽ dễ cho bảo hiểm. Như vậy có cần thiết không anh Bình? Cái đó thì cũng tùy theo cái trường hợp có nặng hay không thôi. Nếu mà không nặng thì cũng không cần thiết. Nhưng mà nếu mình cảm thấy mình cảm giác như là nặng thì mình cũng nên cần thiết đi coi đi xem xét cho mình như thế nào. Dạ. Và có nhiều trường hợp là họ không có vào emergency liền trong cái lúc bị xảy ra tai nạn, nhưng mà vài ngày sau họ về họ mới cảm thấy họ bệnh, họ khó ở trong người thì họ vào emergency, thì những cái khấu trừ đó có được tính không ạ? Dạ đúng rồi, những cái đó những sẽ được bảo vệ. Dạ. Trong vòng khoảng bao nhiêu ngày vào emergency thì vẫn còn hiệu lực được tính không? Theo em thì trong vòng từ 1 tới 2 tuần không sao chị ạ. Mà mình nếu mình thấy không khỏe mình nên vô cả sức khỏe tốt, cái đó là sức khỏe mình nó quan trọng hơn là cái sự bồi thường của xe này kia, mình cần phải nên khám. Và bên cạnh đó thì anh có những cái lời khuyên gì hoặc cái kinh nghiệm gì mà khách hàng anh gặp phải thì mời anh chia sẻ? Thì theo cái kinh nghiệm của em là mỗi lần mà mình đụng xe thì mình nên một là lấy cái phiếu support cảnh sát, thì cái đó rất là quan trọng khi mà mình cả lại hai bên như là có người nào đúng nào sai. Còn hai, nếu mà có một người nào đó họ có tốt bụng họ ngừng xe lại giúp mình á, thì mình nên kêu họ làm người nhân chứng thứ ba. Tại vì luôn luôn mà khi bảo hiểm nói chuyện với nhau á, cái người nhân chứng thứ ba rất là quan trọng, tại vì bảo hiểm của họ sẽ luôn bảo vệ họ, bảo hiểm của mình sẽ luôn bảo vệ cho mình. Thì bên có một người thứ ba họ đứng ra làm chứng ai đúng ai sai thì rất là tiện lợi cho mình khi mà mình khai báo cái đụng xe đó. Và bên cạnh những cái medical bill, những cái mà tạo xe thuê tạm thời trong thời gian một trong hai bên sửa xe đi, thì có những cái ví dụ như là phải nghỉ làm, ảnh hưởng đến công việc làm, những cái sinh hoạt hàng ngày hoặc là income, thì bảo hiểm có tính vào đó không anh Thịnh? Dạ có, thì cái đó cũng là một cái phần mua bảo vệ của mình, gọi là personal injury protection. Thì khi mình có mua cái phần đó mỗi ngày nào mà mình không đi làm được á, thì cái phần bảo vệ đó sẽ trả cho mình 80% lương của mình theo ngày đó mình không đi làm được. Thì mình có thể mua từ 2.500 cho tới 10.000, thì nó sẽ bảo vệ mình trong vòng cái con số tiền đó thôi. Thì ngày nào mình không đi làm được, thì ví dụ như một ngày mình làm được 100 đô đi, thì nó sẽ bảo vệ mình tới 80 đô cho ngày đó mình không đi làm được. Như vậy là khi mà không may mà gặp phải tai nạn xe cộ thì gọi liền cho bảo hiểm, gọi cảnh sát đến, và thu thập các cái chứng từ của hai bên bằng lái và gì nữa, bằng lái bảo hiểm, bằng lái bảo hiểm, số điện thoại với lại chỉ vậy thôi, và quan trọng là cái hình ảnh thôi. Và chụp hình số xe lại phải không? Cái đó thì nó có trong cái bảo hiểm rồi. Và không có nên dời cái xe ra khỏi hiện trường trước khi mà chụp hình. Tốt nhất là không nên dời trước khi cảnh sát đến nữa phải không? Thì một lần nữa quý vị có thể liên lạc trực tiếp với anh Thịnh Nguyễn, đại diện cho hãng State Farm bảo hiểm ở Hoa Kỳ, với số điện thoại liên lạc với anh Thịnh như thế nào? Dạ là 469-326-3335 469-326-3335 Đó là anh Thịnh Nguyễn. Văn phòng của anh Thịnh ở tại khu vực Dallas Fort Worth. Anh có giúp bảo hiểm ở các cái tiểu bang khác không anh Thịnh? Dạ vâng không ạ, em chỉ là hoạt động trong Texas thôi ạ. Trong Texas, dạ. Ngoài ra thì bên công ty của anh ngoài bảo hiểm xe nè, bảo hiểm nhà và bảo hiểm gì nữa anh Thịnh ha? Thì em còn có bảo vệ cho nhân thọ và sức khỏe và thương mại. Và trở lại cái bảo hiểm xe trong ngày hôm nay, thì hồi nãy anh có nhắc đến là có thể là chi trả các cái chi phí như là phải nghỉ làm, những cái chi phí bất tiện trong sinh hoạt hàng ngày mà sau khi mà bị tai nạn. Cái đó là mình chọn thêm trong cái khi mà chọn bảo hiểm hay là trong cái bảo hiểm cơ bản đã có rồi ạ? Dạ, cái đó là mình chọn thêm mà. Dạ, cái đó là mình có quyền chọn hay không chọn là quyền của mình thôi. Vì cái cơ bản mình chọn là phải về phần liability thì là mình ép buộc phải có. Còn những cái kia là mình bảo vệ mình thêm để phòng hỏi đến những gì nó xảy ra. Mình phòng hỏi cho mình. Và khi mà mình mua bảo hiểm của Texas, mình lái đi tiểu bang khác, mình gặp cái việc không có tiền, thì bảo hiểm bên mình vẫn cover hay mà mình phải gọi luật sư bên mình ở tiểu bang mình hay là tiểu bang bên kia? Mình mua ở Texas này thì sẽ được cover toàn quốc. Toàn quốc, Dạ rồi, cảm ơn anh cảm rất ơn chị nhiều. Cảm ơn quý vị, và một lần nữa mời quý vị theo dõi chương trình Bảo hiểm những điều cần biết cùng với anh Thịnh Nguyễn, đại diện cho hãng State Farm ở Hoa Kỳ, ở tại lục của Texas. Và số điện thoại như vừa trình bày
anh Thịnh sẽ trở lại chương trình vào tuần sau. Amy, cảm ơn anh Thịnh. Dạ, cảm ơn chị Amy. Dạ. Cảm ơn tất cả quý vị. Và chương trình này được bảo trợ bởi VAE Marketing về phân phối máy nước Kangen. Và xin kính chúc quý vị một ngày được vui vẻ. Amy kính chào.